Ông Trinh ra đây biểu coi, trời ơi, làm nhà rồi phải không? Đó, xây nhà kiên cố vậy ok, nhưng mà ông phải gỡ cái cục bự ở trên vô. Đâu gỡ chi? Hả? Sập đây, đây kệ đó. Phải không? Có bồn lấy mượn cưa lên cắt rồi nhánh nó xuống á. Nhưng mà cái cục đó lỡ nó có gớt xuống là ông chết à. Ghê không lắm mà ông nội. Hả? Không trúng đâu. Không trúng hả? Đó, cái đây là anh Trinh này là nó hai Trinh. Trinh kia là Trinh nữ. Còn ông này là Trinh về Trinh Chiến. Chiến đó, Trinh Chiến là giờ làm nhà rồi, cần thêm miếng nữa phải không? Ờ, miếng đó. Bà Hằng đưa miếng bự lắm rồi ở trên đó, hả? Đó. Ok, Hằng đưa miếng nữa là phủ phê rồi. Miếng bự vậy nữa. Ờ, miếng bự nữa là phủ xuống được rồi. Rồi bây giờ ông tính cưới vợ hay gì mà ông làm nhà bự này? Có vợ gì? Hả? Được. Thì nếu mà có vợ cũng được. Nhưng không có vợ đâu, vợ qua đi. Hả? Không lét rồi vợ gì? Ủa thì mà tôi chọc tới có vợ mắc cỡ làm sao trời? Trời không lét mất vợ, ai thương mà trời vợ. Rồi bây giờ nè, bà Hổm nhớ hứa với cộng đồng mạng là đi làm ai mướn gì cũng làm, nhớ không? Nhớ rồi. Mà khi mà mỗi khi Hằng gọi đi làm là điện thoại nó bị chết queo làm sao? Đâu biết đâu, hồi bị búp lùm biết đâu. Rồi lúc Hằng gọi thì đang ngủ nó mà nó mê man quá, thành ra là cũng không bắt phone luôn, rồi làm sao gọi mấy lần đi làm vậy, gọi sao đây? Nghe có gì làm mà phải không? Có việc làm nha, Hằng gọi phải bắt phone. Ừ. Thì bắt phone phải hẹn cái giờ đi làm thì mình phải đi ra đúng giờ Hằng đón. Ừ. Chứ Hằng đâu có đi vô từng lều mà Hằng kêu mấy anh được đâu. Đúng rồi. Đúng không? Ừ, ừ đúng rồi, thì bây giờ là có tự cắt nhà lại cũng ngon lành rồi. Cái này là có mấy bà bồ rồi đó. Chưa xong bộ đâu bộ. Nó bự mà lại nó phá không. Ok, để Hằng đem vô cho miếng bự chà bá nữa. Yeah. Là phủ một cái là đầy rồi. Cô Hổm đưa miếng bự quá nên em phủ đầy nè thấy không? Phủ một cái là giờ là bít luôn á. Ừ. Yeah. Trước còn đóng chút xíu nữa, giờ đóng dán nữa. À hả? Vì đây ướt đúng rồi. Ừ. Đó, giờ giống như ông Thành, Hằng kêu đi làm cũng trốn mất tiêu luôn, điện thoại chết queo rồi. Ờ, Thành mới đây nè, mới đây rồi. Ủa vậy hả? Đâu rồi, đi đâu rồi? Đâu tiêu. Khi điện vô lại giờ điện thoại nó ò a ý e xong luôn, mà muốn đi kiếm mấy ông là tôi cũng biết đường đâu đi kiếm. Cái đó là thiệt luôn. Còn đóng dán nữa mà, ờ, thiệt. À, bây giờ là máu nó khô cạn đúng không? Ờ, cạn. Nghe xin là biết máu khô cạn rồi. Đó. Cạn khô luôn, cái khô cạn máu vậy. Cạn khô cạn rồi. Trời ơi trời. Trời ơi thôi. Để xin vài chục coi ha, xin vài chục á mà giờ. Bây giờ hết tiền thì xin nghe, mà mọi người mà có bằng chứng nè, Hằng mà kêu đi làm nó ổng không đi làm ha. Là tẩy chay đó ha. Tẩy chay bỏ luôn không? Tẩy chay bỏ luôn. Bỏ gì kỳ vậy? Bỏ mà nên tôi kỳ đi. Tại vì kêu đi làm không có nghe điện thoại rồi nói hết tiền. Phải không? Sao được, Hằng giận chứ. Có việc làm kêu đi làm thì mình đi làm. Yeah. Khô máu nè, mà hồi giờ hứa đi, nếu mà cái điện thoại phải ré đi khi Hằng gọi, phải bóc điện thoại để nghe để đi làm. Nghe nha. Mà. Nhớ nha, chứ bây giờ khô máu hoài mà mình không đi làm thì tiền đâu xài. Đúng rồi. Đúng không? Nói rồi nha, mấy anh bây giờ Hằng gắng cố gắng, Hằng giúp mấy anh. Mấy anh có ý chí là mấy anh lên bờ được hết trơn á. Mấy anh còn tỉnh táo nè, giống như anh Trinh này là rất là tỉnh táo nè. Là nếu có ý chí vươn lên là mình sẽ lên bờ được nha anh Trinh. Yeah. Thiệt đó. Nếu mấy anh chịu nghe lời Hằng, việc làm Hằng kiếm có hết cho mấy anh đó. Yeah, okay. Chứ không phải là Hằng không kiếm có việc làm, mà tại vì mấy anh là không có chịu, lúc khi Hằng gọi thì không có bắt phone á. Thành ra có biết kiếm ở đâu. Đây thôi giờ nè, khô máu thôi Hằng cho 40 nè. Rồi, thank you. Thank you. Đó, nói rồi là phải có việc Hằng kêu ré đi cái điện thoại nghe chưa. Ok. Ừ, yeah. Để đi làm mới có việc làm, mới có tiền xài chứ giờ biết làm sao. Đó thì cất tự cất cái nhà hầm gài cũng ok rồi. Cũng tự biết lo cho mình có chỗ ngày ở. Chút. Ừ. Biết tự lo cho mình có chỗ ở sạch sẽ, kín đáo là Hằng mừng rồi. Đóng dán lại nữa nè. Ừ, nhưng mà quan trọng là mấy anh phải chịu đi làm nữa biết không? Đúng rồi. Ừ. Mấy anh đi làm cái nữa là ok. Lên bờ luôn. Được rồi đó. Lên bờ luôn thì sang tên cái nhà này lại cho người khác. Thì nó cho Hùng đi. Thì anh phải, anh chịu đi làm theo Hằng đi là anh, em bảo đảm, Hằng bảo đảm anh Trinh này lên bờ. Yeah. Ha. Hằng bảo đảm anh sẽ lên tôi bờ. Tôi tỉnh queo gì đâu. Ông tỉnh queo, ông không có một lời khùng điên nào giống mấy người khác hết. Nó nói chuyện ru ra chứ. À hả, còn mấy người kia là bây giờ Hằng give up rồi. Mình hỏi nó một đường nó trả lời một ngã. Kêu nó đi làm sáng phải rất rất vậy mà dựng đầu nó. Cũng bị vậy. Thời gian đâu mà ngồi vậy dựng đầu. Cũng bị rồi đó. Bị hết trơn rồi. Hai thằng đó bây giờ thôi chứ giờ không còn thuốc chữa rồi, không biết thuốc gì chế cho nó tỉnh đây nữa. Thuốc độc quá. Yeah. Không biết thuốc gì nữa. Đó, vậy nhớ nha, từ đây là Hằng, cái này là Hằng quay lên mạng đó, anh Trinh phải đi làm á ha. Ok. Phải gắng mà nghe lời Hằng đi làm đi rồi anh sẽ lên bờ được đó, anh tin Hằng đi. Yeah. Anh là người còn tỉnh táo, nói chuyện là biết control, biết đủ thứ hết á. Biết người này kia phải không? Biết người này người kia, nhầm người đâu còn biết người ta đâu, thấy không? Nói tung tung cái gì. Nói lung tung, còn không biết người ta là ai nữa. Nói hồi nói mày tao luôn đấy. À, hả? Đó.
Còn anh là tỉnh táo mà anh để ở dưới đây uổng đó biết không anh Trinh? Đó, cái đó thằng nói thiệt đó nha. Ok. Ok. Ừ, rồi còn cái tấm thớp này để thằng cho thêm miếng nữa. Ok. Nha. Rồi. Miếng nữa là phủ về hết. Rồi. Để có cái liều ở mà mưa rồi cũng đỡ. Nếu như bây giờ có việc làm ổn mình đi làm thời gian cái là lên bờ được rồi. Rồi. Nha. Ok. Ok. Anh Tài, cái này chúng ta gửi riêng cho ảnh. Rồi xong thằng Giang gửi đồ cho mấy anh ha. Đúng rồi. Đây nè, rồi. Anh Tài biết lý do sao anh Tài có cái bọc đồ này không? Sao chị? Tại vì cái tiệm massage hồi bữa Hằng hỏi tiệm massage tên gì thì anh nói là tiệm massage Hằng Cali. Đúng vậy. That's why người ta ấn tượng, người ta nói gửi một bọc đồ này cho tiệm massage Hằng Cali. Người ta nói là người ta tưởng thiệt luôn á hả? Giỡn vui, người ta biết anh nói cái là vui. That's why một cái khán giả, anh cái tiệm kêu một cái khán giả. Ồ, người đó tên gì chị biết không? À, thì người đó nói không cần nói tên, okay. Nhưng anh cảm ơn cái khán giả. Cảm ơn cái khán giả gửi một bịch đồ này. Mà gửi bịch đồ là tại vì cái tên tiệm massage Hằng Cali. Mà Hằng Cali thiệt. Không, cái tiệm massage bữa Hằng hỏi tên gì. Dạ. Anh nói tiệm massage Hằng Cali. Dạ. Cho nên cái khán giả muốn cho anh bịch đồ này mà không có biết tên gì. Cho nên dạ. Khán giả nói là gửi cho cái anh có cái tiệm massage Hằng Cali cái bọc đồ. Ok, tôi xin cáo lạnh chị. Ok, ra xe lấy. Rồi bây giờ kêu các anh em tập trung ra lấy đồ ăn, lấy quần áo. Rồi. Hả? Người ta lạnh quá em cho người ta. Ờ vậy hả? Không sao, trong xe em có. Rồi, bưng cái nữa. Rồi, vỏ xe bên đó bưng cái sữa cho em đi anh Tài. Mấy thùng sữa ở trong đó đó. Rồi. Đây nè anh em. Cái mới xùm miêu. Rồi đúng rồi đó. Rồi, ok. Bưng ra rồi khui ra chia đây cho mấy anh em. Rồi lấy bịch xuống chia mỗi người bịch. Chia không các thứ khác nữa Lâm. Cái này để cho Lâm làm đi. Rồi sữa nữa. Đó. Sữa nữa rồi ốc miêu. Ốc miêu quá tự bọc luôn. Có rồi, mệt quá. Đi qua để đây, có thì bậy bậy. Bây giờ bưng cái mỡ hết, bưng cái mỡ hết rồi. Cái này kẹo, đổ chia ra mỗi người. Kẹo này, kẹo ngậm, kẹo khó. Đây. Rồi lấy thêm bánh nữa. Không làm luôn. Bánh ra, bánh mình ra đi. Sữa đó. Khui đi nè. Sao đây? Từ từ nha. Mình ra chơi đứng làm lễ. Đứng làm lễ. Nè. Ờ đó sữa nè, bóc ra chia đi. Ai muốn lấy mấy chai đó, không phải là xua anh. Mì nữa nè, mì chia cho mọi người à. Mỗi người hộp, hai hộp vô. Rồi, đổi có bao nhiêu tôi còn lấy. Bỏ chia đi nè, bỏ ra đi, thằng chia ra từng món. Rồi, cái này được cái thân rồi nè. Một thứ. Rồi đưa đây mỗi hộp, bỏ vô đây mấy hộp này. Sữa bỏ vô hết chưa? Rồi. Sữa một hai chai. Sữa rồi có ốc miêu, có ốc miêu luôn ha. Ok, hai chai. Hả? Một thứ hai. Rồi đó thằng cho lấy thêm mấy cái ốc miêu. Hả? Cái này cũng ốc miêu nè. Ô, cái này luôn, cái này quý, cái này. Khui ra. Cái này là macaroni. Ờ, macaroni chế nước vô là ăn ngon rồi. Cái này là gì? Khô miêu. Nè, coi cái này gì vậy? À, cái này chia ra ngửi cái. Còn rồi, bọc nó lại nha, bọc này chi tí nè. Đây, rồi, đây. Nè, lấy bọc bỏ vô. Đây nè, đồ hộp nữa. Tôi đi cất ra đây, tôi đi cho anh. Bỏ bánh vô cho người. Tôi biết bao nhiêu tôi không mà tôi mua bao nhiêu. Cà phê đi chị. Ờ, cà phê đó, ok. Cà phê đâu? Chị ạ. Thì món mà. Hốt ra, hốt chia đều ra, mỗi người vài cái. Thì cái gì cái em có trở lên tay. Không hết rồi, đi ra, mình chia thôi, Mỹ kia. Cái này giống chợ trời, quá vậy trời. Đấy, có trận chị em.
Ờ chia đi, chia bỏ cà phê vô bọc kìa. Đó nè. Tôi còn cái gì lắm. Nè, trên đi. Bỏ vô bọc đi, Candy, Candy lấy bọc bỏ vô đi. Chia. Chia ra Candy. Dạ. Mày giống bán chợ trời dữ không, lâu rồi đang bán. Còn cái thôi, anh giờ sáng giờ trả đó. Nè, trả rồi đó, người chút rồi. Còn bỏ xuống đây đi, chia. Bỏ xuống đây đi, chia. Ủa, tôi cho người Nam. Tôi còn thôi, tôi dẫn đi dừng cái đó nè. Nè đồ lon đó nè, ai ăn đồ lon không? Ai uống cà phê, tại đem đi. Hả? Mình ra mình vô trước đi. Còn cái nước rồi, khát nước quá rồi. Cái này đưa trả rồi. Cái này là của... Rồi lấy xì dầu nữa kìa. Ai lấy xì dầu không? Ai lấy xì dầu thì lấy người chai đi. Kè nước tương kìa. Nè nó tương đất nước mắm mình dưới hết rồi. Thôi một chai ngượng chai à, ăn hai chai xịt dầu á, tiêu chuẩn ngượng chai đúng rồi. Tương đen không có chưa 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 lấy bọc để vô vô dưới hết không xịt dầu hả? Ủa xịt dầu, xịt dầu hả? Xịt dầu còn mà hết rồi hả? Rồi để thằng coi. Hả? Cái này chia ra nha. Rồi chia đi, chia ra hả? Ờ chia ra đi hết rồi, chia đi ngượng chai đi. Sao tôi có thêm? Chia ngượng chai đi. Không trứng chai. Muốn hiểu nè. Ta được hiểu. Cái này đưa bên bác. Phôi ra mỗi bọc có đều với nhau, chia ra mỗi bọc đều đều với nhau. À, để một người bốn gói thôi. Chia mỗi người ấy được rồi chứ không phải là đủ đâu ha. Để không thôi không đủ còn đằng kia nữa đó. Ba rồi hợp không? Còn đằng kia đồ hộp chia đi cho người vài hộp. Ba rồi không? Người vài hộp đi. Bỏ lại cho người. Để chú ý hộp đi nè, để chú ý em đây, để giùm. Tôi lượm mấy món rồi. Đây là cho anh đi. Để chú ý, để chú ý đi. Rồi chia đều ra cái này mỗi cái một hộp có đều. Hết rồi, ra bữa nay trên xe hết rồi. Nguyên đưa cho Tuấn một cho. Nguyên rồi. Nhớ rồi chứ coi. Nhớ rồi. Bữa nay sửa bụng rồi mình con. Không phải giấy lao tay. Chứ ta thì mình bệnh sao rồi. Rồi sớm có mà có đồng. Có cơm nè. Thả cá đi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cốm ba cái nữa nè. Cốm đó. Cái này cốm ngon lắm. Cốm nó ngon lắm đúng rồi đó. Ờ, bỏ đi ngoài. Tôi lấy giấy muốn tôi chọn đâu. Một thứ nữa đàng hoàng. Tôi mất tôi chở. Rồi, cà phê chưa đàng hoàng. Cà phê đáng nhiều quá rồi. Tôi làm cho, tôi phân cho. Tôi chẳng phân. Ai nấu cơm? Ai nấu cơm? Có thùng gạo. Kìa. Em cần có thùng à, có thùng đó thôi. Yeah. Ờ gạo đó bưng đi, đó. Có gạo nâu nữa kìa. Ai cần gạo tôi còn gạo nữa. Đúng rồi, giờ bưng gạo vô chia nhau ăn đi ha. Chia ra người một bọc nhỏ nhỏ đi. Cái muối, muối. Giờ nó chanh muối á. Muối anh Bình nó ăn mặn quá anh Bình ơi. Chua á, cái này nó chua chua á, bảy. Mặn chua chua á. Ờ cái đó chua chua đúng rồi. Mặn bảy làm á. Chua chua ăn thì lấy đi. Thích ăn lấy. Ngọt thôi nhưng mà không sao. Rồi giống bán trời trời quá ha. Đổ ra trời trời cho nãy nay lấy lửa nè. Mãi vô, mãi vô. Bưng thảy xuống mà trời trời nãy nay lấy lửa nè. Trời trời nhưng mà phải chia sao cho đều nha. Để hỏi người có, người có ít, người có nhiều. Bà kia lội tùm lum mà kè kéo lên. Bà kéo. Lấy được chút xíu thôi, đây hai bên dưới thẳng. Dạ mấy cái chia đồ rồi, mấy cái này mình ăn không, không có sữa cũng ngon lắm, nó ngọt ngọt, nó đói bụng ăn. Hả? Thì anh với anh Tuấn lấy đi, lấy nhau có rồi không? Ờ, chớt, lấy chớt. Ớt còn không? Cho ông chai ớt ở đây, cho ông nguyên chai ớt kìa. Ớt nè, giờ ăn đi. Giờ ăn không còn hết rồi. Giờ ăn hết rồi. Rồi xong luôn. Nè còn cái ớt nè, không đi không có đưa. Lấy cái kem gì đó. Còn chảy hả? Kem này là không có của hả? Ớt hả? Có chút vô lấy. Có kem này hả? Ai cần lấy cái ớt nè, nguyên hả? Ủa nguyên á. Ờ vậy để cho người khác hả? Cho anh Rice Krispies. Dạ. Rồi mấy cái không được. Là mua cái này.
tao bớt lại. Dạ, cái thùng của tôi đâu rồi? Rồi nè. Cái thùng của tôi đâu? Ờ lấy nữa cũng. Ai cái thùng của tôi vậy? Cái thùng của tôi đây. Cái gì? Đây nè. Đây nè, đây nè ông Long. Quá. Quá trời mấy ông này, bữa nay vui thiệt á. Ra CEO chỉ đổ ra sữa chai vậy ăn thôi. Ở đem đây, đem vô đây tôi thấy rồi, trời ơi mọi người bán sữa hết. Đúng rồi. Kẹo rồi chia ra đừng đổ nữa mà không đủ. Cái này coi như bây giờ đổ ra anh ấy lấy lửa tôi hết hết lấy cho mọi người luôn rồi, quá tôi chạy ra luôn rồi. Tự nhiên tự diễn đi, tự nhiên tự diễn tôi chạy ra luôn rồi. Thôi khỏi không hả, để ngồi như trong đó có áo ngực kìa. Wow, cái này đẹp với lạc, nhỏ nó tôi ra tôi thương ăn á. Rồi bây giờ là đồ ăn tính xong rồi là hàng đóng lại thì ra lấy quần áo. Rồi, xong rồi đó, đủ rồi, đủ rồi. Rồi, chơi cho hết luôn, mới sao nữa đây. Ờ, cái mọi người chửi tiêu người 2-3 hộp vậy thôi nha. Để sắp rồi, đúng rồi đó. Ờ hả? Ôi, cảm ơn nè. Đã, cảm ơn nè. Anh Tài lấy chưa? À lấy đi, con bác lấy đồ ăn nữa hả? Mọi người cây có ít rồi. Ok, tròn tròn. Mọi người có cây có ít rồi, mọi người cây đi. Kem chia ra, ngưỡng chay đi. Con lông á. Cái gì? Cái vỏ. Hỏi không đi. Cho nó. À, cho rồi, lấy đi. Có, chúng ta tới quần áo, đồ ăn xong đi rồi mới tới quần áo. Cái đó cá mồi không nên tấn dụng người lấy mấy hộp đi cho mọi người. Ba bà. À ok. Lấy cho mình vài hộp luôn tấn. Đây 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 nha. Nè lấy cho nha, bỏ đây rồi cho lớp đi. Cơm rồi ăn bún mì. Đây ngoài đi. Đi trong tấn không có. Nè tấn, cá mồi ngon lắm. Khô nha, không ăn khô như vậy. Ờ khô đó. Khô nha. Anh cười. Cần có máu bụi. Y chang bán trời trời luôn. Còn hơn chứ chị ơi. Giờ bày ra còn hơn. Thấy anh ai nó nhào vô hơn trời. Còn hơn chị trời nữa. Mọi người muốn lấy gì lấy gì tôi hết nhào vô. Nhào nè bỏ vô đây anh Bình. Cái này cũng 18 bếch. À bỏ vô đây. Cái muỗng nè. Giao muỗng nghĩa ra em muốn lấy gì nữa. Chú Liêm đấy không? Trời ơi nãy giờ lại đây bán trời trời mọi người lựa hết trơn rồi tới phần hỏng. I know we are down at you late. This is for a lot of people. Yeah, we have a lot of people. Không, có ở trong hình như thùng, có ở trong thùng sữa. Hả? Cái anh. Nè. Một công á. Trong xin trái luôn chị, một công á, để giặt đồ. Ờ, ok, đâu rồi? Đâu rồi, cây bột của tôi đâu rồi? Cây bột của chị đâu, tôi nè. Hai bên từ quá, từ quá, con trái, mỗi hai bên. Nguyên cái cây bột nãy đâu rồi? Cái bột nãy tôi đưa phong phát ra biết không? Còn cây đây ai lấy rồi? Tôi qua đây dưới mình lấy rồi. Ờ, lấy nguyên rồi hả? Không có phải à? Cái này để hằng đựng quần áo cho các anh á. Cái là đủ rồi. Nè, lấy đi, lấy thêm nữa đi. Còn 2 chai không có, nó lâu lâu không chừng. Nè, 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 lấy bột lấy đồ ăn cho ổng đi. Tôi còn xì dầu không? Xì dầu trong đó là hết rồi đó, nếu nhiều các anh xử là hết rồi. Con chai hay cú kìa, cú la kìa. Con chai cho anh Thải đi, xì dầu chứ đều. Rồi chú Liên chờ đi, con lấy đồ thêm cho. Nãy giờ một xe lận lấy hết rồi. Thả đi, thả đi, anh thả đi, con trai hỏi nè, chú lấy mấy cái này nuôi không, đổ nước sôi vô ăn thôi. Macaron này lấy đi, muốn lấy mấy hộp lấy đi. Rồi cái này chi rồi. Ok, rồi vô xe kia con lấy bánh. Ờ ok, cho áo từ từ. Trời ơi, bánh này hết rồi hả? Bánh kẹo dừng hết thôi à. Trời ơi, chơi hết trơn bánh kia luôn rồi mấy cha ơi. Câu kêu đưa, kêu lại, kêu đưa rồi đưa. Gì nữa? Cái này cà phê mà, cà phê phía. Cà phê này là pha rồi. Phải pha bằng, đổ bằng cái vợt á. Hỏi của bạn nghe tôi cho có bao đi nãy rồi, không bạn á. Đâu bao đi tôi ra. Phan rồi vô đây hàng lấy thêm cái này chứ. Ở cái đầu của nó đoạn nó đây tôi. Cái gì? Ai chơi bỏ nguyên cái bao đi tiêu bao em nữa. Vậy hả không? Cái này hàng phải để nha. Cái này bạn đẹp nữa. À hả? Đi lưu cưa rồi. Anh này em chưa có đồ để em. Dạ, ổng chưa có phần nè, cho nên mấy người là tới trước thì lấy hết. Lấy mì cho.
Ờ khoan, thằng ta phải từ từ rồi mới thấy quần áo được. Cho mấy người xong ba đồ ăn đi, dọn hết cái xe đồ ăn của quên sao rồi chứ. Chợ giống như là mà thấy nó không còn hơn chợ trời, thảy xuống ăn đi, muốn lấy là lấy rồi phải không? Nó chở hết cái đồ ăn rồi. Thường làm thở. Ok chứ. Dạ. Có lấy chai xì dầu gọt phải không? Có, nơi anh Khải. Ờ ok. Còn phần này là phần của người ta thành cái... Rồi bây giờ ai lấy vậy? Em có nhờ từ nhà bà ta nè. À ok. Có con dạ cây số 8. Nè anh bự quá. Bự quá coi có ai vừa không? Cái này là hai cái chuồng, nó mỏi là hai cái gần. Nè. Nè cái này cho cây. Nè cái này đó tí nè hay là bà kẹo vừa vậy? Em mặn được. Kẹo, cái mặt cũng răng như vậy. Có hết. Có lắm. Nếu mà bận quá thì được chị vừa thấy. Có hết tự nhiên. Nè cái này đôi giày nữ này chắc kẹo vừa nè. Cho cái này vừa nè. Cái này nè, dây nữ đó nè. Dép vào cho chú rồi thôi. Nè bây giờ vậy nè mấy anh thay máy. Cho anh bệnh cái, anh nguyên cái đi. Chia đi, chia đi. Cái này thuốc. Rồi chú về. Anh uống nha, sai. Sai mười mấy á. Con chiếc rồi đó. Con chiếc này nè, có thay nữa đâu. Có thay nữa đâu. Nước nhiếc đầu mấy. Nước nhiếc đầu. Ờ đó. Cái này. Thôi ăn đi. Hai bên này. Tháng này là nhiếc đầu. Ba má. Áo lạnh có chị Hằng. Ờ có. Để chờ cho họ lấy, cái này xong cái hả? Cho ai đi. Lấy luôn hả? Nè, thế nữa đó. Cái bên này kêu. Ờ, cho anh xin chứ. Cái bên này kêu. Kiếm đi. Bây giờ các anh kiếm đi vậy nào có lại. Thuốc có khen nó phải được lắm. Thế nữa đó. Thuốc có cảm nè. Dạ, thế nữa đó. Thuốc. Thế nữa đó. Thuốc chai, thuốc gì, thuốc gì. Mấy cái này chai này em muốn biết thuốc gì đó. Ờ, mấy cái này. Ờ, kem đánh răng. Nó, cái đó là em thay bỏ đi. Anh thay bỏ đi. Cái này này rồi đó. Bị đứt tay á. Bên này trường. Thuốc cảm hả? Ủa, ngoài xe tha còn gì? Lấy gì rồi hết chưa? Đúng rồi. Ngoài sao mà nghỉ đồ ăn thì đóng luôn đây. Đâu cho em nghe. Uống tốt rồi. Hồi nãy mấy anh đòi dày nhưng mà dày nhỏ nhỏ thôi mà. Không có chín hả? Đó này cho bà kẹo có vô không? Đó chín chín cho anh. Thôi quay chậm đi kẹo. Anh tính đi kẹo cho. Mang có lần không mang nữa. Kẹo. Đâm chơi mà mang kẹo. Lần thôi. Mang lần thôi. Hả? À, mang lần là lần sau dục không có hàng nha. Ý trời ơi, thôi dày nữ không hả? Nghe đi mang nhiều. Ôi trời ơi, đôi này mới luôn á. Thôi mỗi người đôi thôi, lấy nhiều quá là mấy người khác không. Ồ cái này nữ không à. Cái này nữ. Trời đẹp dữ vậy. Nữ này mới mà, mới mà. Nữ này mới luôn à bà kẹo ơi. Đây nè, nói nghe nè, đồ mới mang ổng có dục nha, để dành đi chơi. Còn mấy cái nào cũ mà. Cái này đôi dép nữ. Vậy nam bữa nay trong xe có nhiêu đó. Bữa sau không chở vô. Ở nhà còn đóng nữa. Áo lạnh thôi. Rồi tới quần áo. Ok. Rồi. Đây. Hả? Kiếm cái áo nào mà coi nó. Trời của đồng bà nghe em ơi. Ok rồi bây giờ tới em lấy. Rồi tới tiếp tục phần 2. Cái này tới phần 3, phần 4. Được. Mời bạn 2 tỉnh 3 đi. Trong đây nói chung còn gì là em cho các anh cái nấy á. Cái này phần của người ta gửi cho người khác không ra. Anh ra không dám đưa này. Mình cho được không? Mình cho được không? Em mền, ok rồi. Mền hả? Mấy người đắp chung? Ai người đắp gì mấy người đắp chung nữa. Anh đắp hả? 4 người. Rồi anh đứng phần cái mền phải không? Đứng cho Nguyên em là một người. Ok rồi, anh Nguyên Nguyên một người phải không? Giờ lại kéo cắt cái làm ai. Bây giờ nếu không có mền á thì tôi đưa cho xíu bên bác. À tôi lấy xíu bên bác ha. Hả? Ok, anh Long mệt ha. Ờ, ok. Anh đủ rồi không? Ây da, đó là xe của tôi vô đây, bữa nay là hết. Lấy mình bác mới nha. Lấy mình bác, rồi. Ờ, à, bây giờ. Lấy mình bác thì giống như là ai ở suối rồi, thì xài lấy mình bác. Rồi, bây giờ mệt này ai cần? Anh Khải ha. Anh Khải rồi, ai cần cái mền nữa? Em chị. Rồi anh Tài. À, mền gấp người được nè. Đây đó, mền một người đó. Mà bây giờ em có hai người sao? Em xin anh chị cái mền lông á. Tại đã có bầu. Cái mền lông mỏng á.
Bây giờ thằng không có hết mền lông, bây giờ nữ nè. Cái này còn hơn mền lông nữa. Cái này là còn hơn mền lông nữa. Em có rồi. Em có rồi. Ủa sao vậy anh Tấn, lấy clip anh bé ra. Mệt nhờ nhường mệt cho bà lấy clip anh bé ra. Anh Long còn lấy gì vậy? Xong chưa? Mỏi. Đủ rồi, cái để đằng sau thôi, em chạy xe đẳng cho mấy người đẳng. Nè anh Tấn. Lấy ly. Không thì mấy anh nào ở anh Bình cần không? Không cần. Không cần hả? Cần hay lấy? Tại vì phải chở cho nó vơi bớt rồi thằng vô chứ sao thằng sắt mền vô nữa. Anh cần cái mền mà Tina đưa lại đây lấy giếng bé nè, nãy anh tính xin trước. Chị lấy cái của em đi cho nè. Rồi vậy anh lấy cái slip bag đi. Không, tại vì nhiều người ta không có thích slip bag. Anh đổi lại cho ổng đi. Nè, kiếm cho ai á. Anh kiếm anh cái ổng lạnh là đặc biệt. Dạ, rồi. Nè anh Tấn ha. Đưa cho anh Tấn á. Mền. Mền á, giữ đi. Mền đó đắp một người. Đó đi. Ban đêm quấn lên đi. Ông là lóc thân. Ông là lóc thân. Chơi hả? Anh Khải. Cái này đặc biệt. Ok. Quá đặc biệt luôn. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Thấy chưa em ơi. Kiếm em cái cáo lạnh đó. Cảm ơn em nhiều anh. Dạ. Yeah. Hello. Okay. Ok, thank you anh. Rồi. Mom chị. Hả? Rồi, thank you. Rồi, anh em cái. Hả? Rồi xong. Nguyên nữa ha. Đỏ vậy. Trời ơi. Nó sẽ tối đi. Tối đây đi quán nhậu. Cái này đâu? Của đàn ông. Đừng bỏ của em nha. Anh phải chia mỗi. Hả? Đàn bà. Chị có cần có bộ thêm một không? Bộ sweater cho. Cho nè. Dạ cho anh Bình thích cái đó. Trời anh Bình nhớ cao em. Đồ ngủ á. Thôi em mới anh Bình ơi. Hết rồi. Đây quần nè. Trời. Được mềm mà. Thôi nó bự quá. Kẹo. Kẹo được. Rộng quá. Rộng lắm. Nè đưa cái. Không được. Bự lắm nha. Bự đó. Kẹo mềm. Rồi bây giờ ai cần quần gì nữa? Anh cần quần như mình á. Quần như mình hả? Để thằng kiếm có không cái đã. Hay hết rồi. Trời, xui với gì trời. Cái đó nữ thì còn nam hết rồi. Giờ có áo thun. Nữ nam thì ngủ mà thì sợ gì? Dạ yeah, bây giờ còn hàng còn quần jean không à? Nè cái này mềm nè, mặc ngủ cũng được nè. Xem tay kìa. 30-28. Cái đó mềm đó. Nguyên. Thôi bằng được. Được Nguyên. Thôi bằng có cái trà bát. Nè cho Nguyên cái này mặc ngủ được không? Mặc bụi đời đó. Nè. Này rút dây đó. Mặc được mới lấy đi. Đó, nó bằng thun mà không sao. Mặc được mới lấy đi. Rồi, rồi bây giờ ai tiếp tục xin thì gì nữa nói. Ai muốn quần jean? Em cần quần jean. Quần jean này quy jean nam nha. Okay. Không phải nữ thôi nha. Rồi cho anh Nguyên hai cái. Hai cái đó ngon lành luôn á. Cho tính hai cái. Ờ, hồi nãy ai nói là cần cái quần này. Ơ, dạ. Gái cũng bận hết trơn rồi. Tội tôi quá. Trời cũng hết á. Ngủ phải không? Đến tính nha, lấy thêm quần jean đó không? Trời 28 có không? 30 cũng được. Nó thay đó đó. Nó rộng lắm mà cái tuột. Anh thâu vô, anh thâu. Nè, cái này nhỏ xíu nè. Biết mai không? Biết. Coi cái máy vậy, xói máy vậy dòm đi. 30. 31 với 30 được. Tại 28 anh chính anh mặc 31. Màu blue đi, đôi blue đi. Giống cái màu blue gì nè. Không có màu, có gì lấy đây đi. Đưa đồ em lấy đi, em có cần ở chỉnh. Mỗi người hai cái thôi. Hả? Ở chỗ nó, ở chỗ cần thì đưa cho họ luôn. Mỗi người hai cái thôi. Chứ lấy nhiều quá vậy thì không mặc dục tới hồi người khác không có đó biết không? Đúng rồi. Đó. Chứ dục bỏ. Giao tay hết chị. Mỹ từ Mỹ xì mặt được. Cái này Hằng nghĩ là anh tính vừa. Đó. Này có nữ con gái. Cái này bự lắm. Nè quần cục nè, ông nào bận? Cười quá hả? Ờ cái này nè, anh Tấn vừa nè. Đó, xây nhỏ kiểu ống túm đó, đúng rồi đó. Này tay ngắn lắm. Trời ơi, tôi mà ai mà hả? Coi. Cái gì? Ba thâu hết chân bảo mặc và dục đó nó. Anh nói hết quần áo rồi. Vậy hả? Bị anh kép dục bỏ mày được. Đem bận. Cái này xe máy không? Cái này lựa hai nhỏ cho ông Tấn nè. Dòm cái xe máy. Cái này đàn ông thì nào không được, lấy bỏ anh lum người ta, người khác không có. 31, quay 31. 31 hả? Rồi vậy là không có nhỏ rồi. Rồi bây giờ lấy áo cho mấy ông nè. 29-28 không có. 29-28 không có, trong đây toàn là 30-31 không à. Nãy anh nói. Thấy sexy. Hồi nãy anh Tấn leo lạnh chưa? Lấy không?
không à? Khéo lạnh gì nè, cái này cũng đẹp hả? Cái đó đẹp á, cái này đẹp mà ấm nữa. Hồi nãy Nguyên có lạnh rồi phải không? Ok, giờ có rồi, giờ mấy anh lấy áo thun ha. Trời ơi, tôi chơi lên xe luôn. À, bây giờ lấy cho mấy chị đồ nữ nè. Áo thun thôi, mấy áo thun đàn ông nè, mấy ông lấy luôn đi cho rồi đi. Áo thun đủ thứ. Áo thun tay dài nha. Áo sơ mi. Áo này thích không? Ồ, áo tay dài không rồi, áo một màu á. Ờ, vậy là cái này tay ngắn không à? Cái này sơ mi. Không biết sơ mi. Cái áo màu quá nhìn nó không thích màu mè hả? Ờ chứ. Mặc áo một màu. Vậy hả? Lượng màu đúng không? Cà vạt đó lấy đi, mặc một màu với mặc màu đen không? Ngắn lắm chị. Nè ngắn nè. Đúng rồi, có áo vest thì có cái đó đúng rồi đó. Đi vô cổ mộ được rồi. Rồi anh Nguyên lấy áo không? Đó áo con trai đó. Áo trai đó mặc vậy được rồi. Bự hả? Hình như cái này size bự bự. Nè cái này con gái hay con trai? Con trai. Có cổ á là con trai không nè. Nè cái này một màu cái này anh tính được nè. Dạ thằng con đây áo thun cần gì không nè? Các anh nào muốn lựa gì lấy đi. Này áo nữ hay áo nam? Ủa sao chị? Không có. Để bây giờ lấy ra đi, ai lựa cứ được cứ lấy đi ha. Cái thằng đâu biết sao lựa nè. Anh nào thấy được cái gì cứ ôm đi, cái nào được lấy. Nói thiệt luôn. Giờ không biết sao lựa giờ nè, một đống luôn, thằng đâu biết sao lựa nè. Coi cái nào à... Coi đi mấy anh bận được thì cứ cứ lấy để dành mình bận. Để mai mốt nữa khi không có. Nè, cái đem ra đi anh chứ mấy anh tính đâu lựa đi. Hình như có quần rồi đó. Rồi. Nó luôn tay ngắn không à? Không có tay dài. Tay dài thì chỉ có áo lạnh thôi. Áo lạnh. Ờ mày. À, còn đây cái cà vạt nữa nè anh Tấn. Đây. Trời ơi cái bóp này đi. Trời ơi cà vạt nhóc luôn đưa, đưa cho anh Tấn đi. Đây cái này mới luôn nha anh Tấn. Giỡn hoài. Hả? Trời cái đó. Đẹp quá đẹp anh trai. Quá đẹp. Quá đẹp không? Quá đẹp. Cảm ơn nha. Mới tin mà. Dạ. Trời ơi cái bóp này đi. Bóp của tuổi. Bóp của tuổi không nội. Cái áo thun mình mấy gì? Cái này đàn ông hả bằng bà? Giờ dành cái em. Có hai ba cái rồi Nguyên. Hai ba cái còn lấy nữa. Má giật hết luôn. Ok, rồi bây giờ. Khẩu trang nè, lấy nhau chia nhau ra khẩu trang xài đi. Khẩu trang giải. Cho mấy cái cũng có hết. Nè đây 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 phát ra. Nè đem ra chia đi. Cho mấy cái bây giờ đi. Cái này cái mền. Cho đi. Cái mền quấn cổ á. Trời cái gì cũng chơi luôn á thấy không? Cho hết ra. Đi đi vô. Ok, cho vô, giờ đang lục vô. Nè. Nè nón. Lấy nón không? Cái pin này á. Nè, lấy nón này không? Đó, đó. Rồi. Nón này mình mới được. Còn vớ không chị? Nè, kẹo thì mang vớ trắng đi. Rồi. Quần áo gì vậy? Để tôi coi, hình như bữa đó thì đây có áo à. Ê, mấy anh nào à, lấy gói. Gói hả? Đây nè. Ờ, gói tôi cứ... Nè, cho anh Tấn cái đi. Rồi, rồi, lấy thêm bông gáy tay, lấy cái này cái kia nữa nè. Cái gì vậy? Bông gáy lỗ tai, rồi... Ồ, kêu thiếp hả? Kêu thiếp á. Kêu em bọc đi. Rồi, cái gì nữa? Ok, lại đây nè, lại đây, chia chia luôn. Mỗi người chia nhau đi. Nè, kiếm bông vàng cho cái bông ạc thôi nha. À. Bông vàng còn bị đau không? Bọc leo hả? Ở ngoài á. Hả, rồi, tôi bán thằng nội, tôi bán hả rồi. Tôi bán thằng nội, tôi rồi anh xin đi ha sờ mấy anh ở đâu rồi lại lấy mỗi người vài chai ăn chai nè. Nghĩa gì?
Cái này là rửa tay á anh Bình. Mình bỏ một túi vậy đó. Rồi còn gì nữa? Rồi nó cái giống nhau rồi. Áo lạnh không đẹp. Áo lạnh đó cái đó đẹp á. Thì thôi rồi lấy cái đó nữa. Rồi. À, để coi cho bà kẹo hồi bữa trong đây có áo ngực nè, bà kẹo. Không quên. Nè chia nhau cho bà Phi nè nữa. Chia nhau không có lý gì, mỗi người một chút. Rồi mỗi người ba cái. Rồi chia nhau. Ok. Cái này quay tới cho con cái mặt lên. Bọn nữ nè, muốn không? Ông Nguyên lại đây cho con cái nè. Rồi để cho người khác. À mà quần cục nè, Nguyên muốn lấy không? Em được. Ông Phương chứ à. Tưởng có người kia biết. Nè, áo này kẹo kẹo vừa đó. Rồi, tôi cái khối. Rồi, ok. Ok rồi. Con xin cái mền đi. Cái này không phải mền. Cái này là áo. Áo đi. Rồi, đúng rồi. Rồi. Mặc em. Quần jean nãy thấy ra cái rồi. Đồ nữ rồi nó à, à, ít quần jean hơn đồ nam. Ê, bà Thi Nà chỉ có mặc vừa thấy với hàng để về hàng soạn đồ của hàng cho Thi Nà mặc. Trời ơi, ờ, để hàng soạn của hàng cho chị Thi Nà. Ha? Chị Hằng, hả? Can I have the bột bột đồ, bột đồ. Được, em cái jacket đi đẹp đi. Nước tương hồi nãy có lấy chưa? Chưa, chưa. Chưa hả? Rồi, ok hết rồi đó. Ơi, cho anh cái này, gái rồi. I need jacket. You need jacket? Yeah, black one, white one. Vậy cho vô cái áo của tôi luôn đi. No, 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 cứ chị mặc. Không, áo trên nè cho luôn á, mặc đi. Chỉ có Thi Nà mặc cái đồ tôi vừa thôi chứ ai mặc đồ tôi vừa đâu. Còn gì nữa? Đúng rồi. Phải không? Chứ trong đây giờ áo bự chà bá vậy nè. À, em có rồi, chị cho em có. Lấy rồi phải không? Lấy rồi. À, lấy rồi, cái này ấm lắm. Cái này ban đêm mặc ấm lắm. Đúng rồi, bằng nóng luôn, nóng luôn. Nóng luôn á. Yeah. Trời ơi, bịch gì á, chị cho em cái bịch đen. Cái này cũng lấy luôn. Nè. Lâu cái bịch túi đen hồi nãy. Ờ, cái túi gì? Cái sách ra, cái bát phát á. Ờ, ok. Ok, cái bát phát khi nào vô sao đi. Bây giờ bữa nay là bao nhiêu là tôi cũng cho hết rồi đó. Hello. Ủa bữa nay chạy mô tô xe cầu hả? Anh Phương lấy gì ăn ơi? Anh cần everything because he just got home. Kiếm vợ giúp chồng cho mấy người một căn như này đi. Yeah, coi kìa. Số quần jean xe lưng 34 đưa đây. Đó quần áo này, lấy dưa đưa dẫn đi. Lưng 34. Áo hàng mới lựa cho tao nè. Anh Phương lấy gì anh Phương? Dạ. Muốn lấy quần áo nha. Quần áo. Quần áo giờ size mấy, quần size mấy? Quần size 34, 36 vậy. 34, 36. 36 có người ta, chắc có. Rồi áo thì ok, áo bự bự có ha. Vậy anh mặc xe máy gì? Nãy giờ chưa? Cho 10 rưỡi. Trời ơi, nãy giờ nó quất hết rồi, chắc chuyến sau mới vậy. Có hiểu ha, mấy giá tiền nè, bữa rưỡi. Vậy ha. Tôi bán. Tôi bán một cái bán. Tôi bán một cái bán. Tôi bán một cái bán. Bán trời trời mà không có thu được đồng nào. Lấy vớ, bỏ vào đây luôn đi, cái này cho ạ. Ờ, bán chơi chơi không thu, cái áo nó nhỏ lắm bông ơi. Nè, lấy mấy áo thun này bự nè. Đừng lo đi, mọi tôi đưa cho anh ngủ. Đâu có ngon gì, tôi sẽ lấy cái gì. Gì đi. Thôi, áo không chơi đâu bà. Okay. Tao bỏ nó chai mà làm gì chứ đi. Ok, rồi. Mày muốn lấy lại tao đưa cho mày chứ đâu. Gì vậy? Tôi đưa nó rồi, tôi trang cho vậy. Trời. Mà bây giờ dọn hết, bán hết xe đồ của tôi. Cái gì vậy? Ông Long mày lấy chiếu tôi ngủ luôn hả? Ông Long lấy chiếu ngủ luôn hả? Cô hả quá vậy? Ok, ông ngủ đi, ông lấy ngủ đi chứ sao. Chơi màn chơi chơi à. Có bên kia tôi qua dọn nó giờ. Ông ngủ thì lấy ngủ luôn đi. Rồi bỏ đi vô cháy vậy nữa kìa. Tôi bỏ nó rồi. Mình quá giờ tôi cũng bỏ đây luôn, cho chỗ tao coi đừng hết tiếng, đừng không được quay chỗ được rồi. Rồi, ok. Sợ quá trời quá, sợ quá. Đây trời trời bán hết rồi, quay vô coi. Bây giờ trời trời bán hết rồi, mấy anh gom thùng rồi lại giùm hàng nha. Đây mình cô để diễn luôn. Ừ. Mọi người đây có đủ hết rồi.
Ok. Rồi anh Tuấn, anh đem cái liều anh gặm vô đó hả? Ok, bây giờ tới làm liều bây giờ nè. Ờ, vậy hả? Cảm ơn hàng cái đi nha. Cảm ơn hàng cái đi nhiều. Ok, không có gì anh Tuấn. Cảm ơn rất là nhiều. Không có chi. Cũng chối, nó đừng ao. Đó, đồ ăn đủ, đồ đầy đủ rồi ha. Mà ai lấy, thằng Hùng lấy đi, cũng chối. Ăn một tháng luôn. Giờ mới biết là thằng Hùng là cái người bán chiếc xe đạp của mình. Dạ. Rồi như vậy là cái này là Phương gần whip his ass because Phương confront him right here. Che vậy rồi mưa gió sao? Mưa gió ok chưa? Ông Nguyên kế bên đó hả? Người ta ai vậy? Ủa vậy ông Nguyên đâu rồi? Ông ngủ kế. Cái liều của ông đưa thì ông cầm lên đi nghe ông Nguyên. Cầm mà che cái thớp lên. Dạ. Dạ, ok. Ok rồi. Lên mạng luôn. Lên luôn. Lên luôn. Lên ai biết ông là ai? Yeah, ai biết ai? Ai biết ông là ai? À, ê. Tiền cho lấy đó đang được. Quá còn đẹp rồi còn gì nữa không được. Lên mạng luôn, lên mạng cái luôn. Chạy đi. Lên mạng luôn chạy đi. Lên mạng luôn chạy đi. Em nói chỉ có cà rá bát không thì chỉ có cà rá bát. Có rồi, đưa cho anh Tuấn hết cà rá bát rồi. Rồi nè, với lại một miếng nha. Miếng gà. Một miếng gà là rồi là miếng này bự dữ lắm đó nha, còn miếng duy nhất là hết rồi đó. Ây dạ rồi. Nó bự lắm á, hết rồi đó nha. Cái mũ. Rồi che cho kính luôn cái nhà cho rồi đi ha. Cái mũ. Coi này cho là bảo là cái này không gắt không mưa tao. Khóa cửa luôn, ngủ cứ ngon chút. Vậy hả? Khóa cửa. Làm luôn khóa cửa hả? Ừ, khóa cửa. Ok. Sao rồi giờ? Áo anh hả? Kìa. Không khác kìa. Đây nè. Vậy là anh chạy theo ra. 2:30 vậy không? 2:30 thì để coi. 2:30 hay mà. Đó, đi cái chuyến đang cầm dao kìa. Cái này bự chà bá. Thay đồ đi không? Đó. Nè cái này vừa anh không? Không mấy gì. Không được á. Vừa để chú anh. Vừa. Thấy đi không? Nè ông chính thì lồm vừa ông chính lồm xô đi. Có áo, thùng mì áo. Áo sơ mi ok chờ đi. Ờ lấy có. Rồi thay quần ra ha. Bây giờ thấy nó kêu nó thay đồ là nó không chịu làm sao. Nè áo nè, lấy. Ở đây lấy thêm nữa. Nè, mặc đại đi. Áo thun mặc đại ở ngoài đó, có bận áo lạnh nè, cái ở đó mà vừa chứ không vừa gì nữa. Nè. Đó, đây. Cái này bự nè mày. Bự nè mày. Bự đúng không? Nè. Nè áo tay dài nè. Cho nó cái áo tay dài, nó thích tay dài. Dài chứ. Áo quần nữa áo gì? Nè anh Trinh. Nè chính mặc thì có túi kìa. Kề tay hả? Ừ. Rồi thôi được rồi. Rồi cái tắm rửa thay đồ, cắt tóc nè. Cắt liền giờ nè. Mau lên. Mời đi cắt. Mời mới cắt. Mời chứ thằng đâu có đi vô được. Mốt. Nó không, thằng không có vô mốt nữa. Giờ hết bữa nay nè. Mời hết đi. Không có người mời gì hết. Nó ngủ lấy một cầm nắm nó cắt cái này nó hết phải hết. Hết đi. Cầm nắm. Bây giờ cứ bữa nào là bữa nào làm sao mày đi thay đồ giùm chị đi. Tại sao? Rồi mày đi thay quần giùm chị đi. Lấy vớ không? Ờ lấy. Cho vớ luôn cho vớ cho vớ. Có chứ. Đúng không? Thay đồ cho mấy chị. Tại vì mới này mà ở đây mới này ít tốn tiền đồ lắm. Tại nó ít thay lắm. Đúng thay, chị mặc nó mới đi thay. À, nó mặc đâu? À là 6 giờ đi chị rồi đi đâu rồi? Xong rồi làm đó, vậy là nó đi đâu chưa về luôn hả? Chưa luôn. Đâu? Hồi trưa giờ đi giác cái gì mà áo trắng nó chưa rồi đi chở đi làm ID xong về rồi bắt đầu đi thì đi từ trưa giờ làm gì? Mua thêm áo nữa. Làm gì vậy? Cái này là gì vậy? Lượm nữa rồi. Ủa mua hả? Ê da có tiền đi mua này làm sao? Cái thì cho. Ủa cái thì cho hả? Nghe hả? Tưởng đâu mua nữa chứ. Trong cái túi còn. Trong cái ấy còn theo cái đêm đi. Cái thì cho gì nữa? Vô số là cái thì cho. Cái gì vậy này đâu có xài được đâu. Cái điện thoại mỗi lần cho đó hả? Không phải. Ủa lượm hả? À, cái chị bị hư rồi em chỉnh định hỏi chị coi. Coi giờ đi lượm nè, còn ông này nữa không? Sao? Cũng lượm luôn. Giờ đi lượm đâu có xài được đâu, sao xài? Đứa coi. Lượm ở đâu? Lượm hồi nào? Lượm ngoài kia. Mới tức thời hả? Mới tức thời. Trời ơi, tan nát hết xài gì? Mở cái lên không? Đâu có chợ đồ chặt pin sao xài? Thì xài được không trời? Nghe chưa đi làm gì?
Thì coi đó. Mở lên thử. Cũng bình thường, đập chơi. Mở lên thử được chơi hơi. Hết pin rồi. Như vậy đi. Rồi con là bể nắp ra vậy? Lượm. Rồi vậy rồi, hồi nãy giờ thả xuống rồi đi vòng vòng đi tới đâu mà giờ mới về nhà rồi cái áo ra tới nông nổi này là đi giác cái gì? Bị té. Té cái gì? Té ở đâu chứ? Đó bộ đồ mới thay sáng mới tinh giờ cỡ này nè. Trời ơi trời ơi. Rồi đưa đây cạo. Cổ rồi để chùm tóc nữa. Đưa đây cạo cái đầu rồi sáng. Nói là cạo luôn, cạo phải không? Cạo không? Còn tay của ổng. Ok, ngồi xuống đi rồi cạo nè. Không, rồi ngồi xuống chị cắt tóc luôn. Không, chết rồi, không, tao đập mày cho mày coi tao, tao lấy kéo đè, tao sởn cho mày coi tao. Tin không? Tin tao lấy kéo tao đè, tao xuống tao sởn không? Hả không? Mày tin không? Bây giờ nấu cái gì ăn vậy? Trời ơi, một kiến nhìn nó, một kiến quá trời, quá đất. Giờ nấu cái gì vậy? Rồi lạch về, vô bỏ cái bát phạt xuống, vô làm gì đi chứ? Đó tè á. Nói nè, okay. Cái gì mà không sao đâu. Okay. Vậy bây giờ làm gì sao phải quải cái áo này ở ngoài? Ừ, người ta cho. Người ta cho thì vẫn áo mới rồi, áo này để ra. Áo thì dơ hay sạch? Dơ. Thì sao không trồng vô hai cái đi khi nó lạnh? Chưa tối, tôi chắc có lạnh nữa, nên không có chưa. Có okay, lạnh nè. Yeah. Ông Long gặp rồi nãy giờ đây. Ở đâu quất chiếc xe đạp vậy? Rồi bây giờ ở đây bữa nay đi vô đây gặp anh Sĩ. Hello. Ha. Gặp anh Sĩ nhưng mà có đưa bọc bỏ vô thêm mấy lon mì đi. Dạ. Nước bột nhỏ chàng bột này bự quá vậy. Sách phồn tời chết. Yeah. Bột nhỏ thôi chị lấy bột ở ngoài sau xe đi. Okay. Chị Ly. Ở đây nè, đây nè có. Lấy bột nhỏ. Ừ. Được rồi. Có bột bự đi mà xem đồ. À bột bự thì lấy quần áo mà bả về bả đâu dọn đi, bả đâu có lấy quần áo nữa làm gì. Dạ. Nè chị Ly lấy mì tối rồi đói bụng nấu mì vô ăn cũng dài hộp đủ rồi, đựng nhiều quá. Ừ cũng hết rồi đó. Ừ, okay, yeah. Ok được rồi. Thank you. Ở Sĩ tối ở đâu vậy? Ờ chứ tối đang ở đây ở đây ở với em đây này lục để đây nè xíu cũng được. Trời ơi nè Ly, bà chị á, để ngày mai á tôi về tôi nhắn cái vụ đó rồi tôi hỏi coi cái việc làm kia làm sao. Ừ. Rồi vụ thế làm chị làm cho chưa? Từ gửi đi rồi, gửi đi rồi, cháu cũng như gửi đi rồi nhưng okay. Mà mình phải có thời gian chứ không phải là mình làm có liền phải không? Rồi, ừ, gửi đi rồi. Ok được á. Thằng đưa cho người ta làm rồi. Okay, thằng đưa cho khai thác. Vừa đó còn vừa đó. Vừa không? Vừa chứ. Quá vừa luôn này, quá vừa luôn. Giống như bọn vừa luôn á. Ừ. Đã không? Mơ xiền. Không mau phải quần lên. Ok. Dạ. Để lấy áo cho. Dạ. Ờ đúng rồi. Mặn liền á. Tại lúc trước sai 32 là vừa buồn quá. Ôi vẫn sai 32 à? 32, lúc mà 32 mà ốm cỡ 30. Nè. Dạ. Áo okay. Không? Dạ. Okay, áo quần áo luôn. Áo lạnh có rồi phải không? Nếu có dư thêm cái nó lấy luôn. Lấy dư thêm lấy luôn. Rồi. Thay áo khác đi. Thay đi, thay đồ khác đi. Ừ, thay đồ khác đi. Có đồ thì thay liền đi. Rồi lấy áo lạnh bận vô. Nè bọc nè, lấy đồ bọc rồi đựng quần áo. Ok. Rồi thay áo lạnh đi, thay áo khác mặc vô. Ok. Ha. Rồi nào? Thay liền bây giờ cho tôi coi. Thay kìa. Để làm trời kia thay cũng được, trời tắm đó. À là cũng bắt thay thì sáng. Ủa, rồi. Lạnh mới làm mới đi không? Làm rồi. Rồi. Xong rồi đó. Trời ơi. Rồi sáng. Sáng nó đi nó ngoan là xong rồi đó. Đây. Nó ngoan nó chịu nghe lời là yên rồi. Trời, giỡn gì đó giờ kìa. Giỡn gì nữa kìa, giỡn làm gì là như nít vậy đó. Y như nít vậy đó. Ok, thôi rồi phải không? Làm gì rồi. Đó, thay rồi là ok đó. Đó, đẹp trai lên phải không? Đẹp trai đó. Ừ, đó, đẹp trai. Thay xong rồi, thật sẽ đẹp trai rồi phải không? Trời ơi, gì, cảm ơn nhiều. Dạ, cũng... Chăm rồng mà. Lúc này không có quần áo bận, nên đã xoài. Trai rồi, đẹp trai rồi. Nha, yeah, thấy ra vậy đẹp trai rồi. Dạ, cảm ơn nhiều. Sạch sẽ rồi. Dạ. Hùng đi lấy áo lạnh khác nữa, bận vô Hùng. Thay áo lạnh khác nữa. Lúc ngồi đó làm gì vậy? Có đi làm, không ăn hút, không uống nhậu. Nên có tiền mua áo, giờ không mua. Thì bây giờ đi làm lại đi. Dạ, cũng dũng từ từ. Dạ. Mấy cái khán giả người ta thương, người ta thấy Sĩ cũng mạnh, khỏe đó. Nói sao giờ Sĩ không đi làm á? Tại vì như làm cái... tại thiếu ngủ á, xem lừa biển đi làm sáng sớm á, vô trễ hoài à, chỉ cầm tay sao riết nó đuổi luôn, nghỉ hoài xong đuổi luôn, nghỉ hoài á, hoài đuổi, nhờ hết giờ cũng còn những còn
con thở còn còn sống. Ừ. Thì cũng đi cũng thiết tham nha. Ừ. Cũng trước sau cũng đi làm thôi. Ừ, phải đi làm ha. Yeah. Cuộc sống nói chung mình phải đi làm. Chứ mình không có đi làm á thì mình không có đi lon quanh vậy hoài thì phải yeah, không? Phải không? Đúng rồi. Đúng không? Đi cũng phải trải qua chứ, trải qua cũng có rút kinh nghiệm. Ừ. Sau đó cũng ở đời cái gì ai cũng trải qua chứ. Dạ. Yeah. Tới nhiều khán giả coi người ta thấy mình mạnh khỏe gì biết không? Ai cũng muốn mình đi làm để mình có cuộc sống tốt. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Thì có người không có trải qua nên nếu thiếu kinh nghiệm á, lỡ một ngày nào á, giờ không có nhà cửa sao cũng có cái experience nữa không? Ừ. Sao, là, nếu có experience tốt lắm, tại vì có cái background giống như nhiều người không phải ở nhà hết, giống là cắm trại đại khái vậy á, có experience để sống được, làm mạnh hơn. Dạ. 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 Ok. Dạ. Yeah. Rồi. Thửa. Đồ ăn. Cái bịch đồ ăn hồi chưa Hằng đưa cho Lạch nó đâu? Lấy được chưa? Đó. Có hả? Này mấy cái đồ hộp. Này mấy cái đồ hộp. Hùng nữa. Rồi bỏ đi. Còn có Hùng đó nè. Hùng nãy đưa sữa chưa? Đưa sữa rồi hả? Này Hùng ơi. Trơn rồi đó chứ còn chia hết chứ đâu chị Hằng đâu giữ chi đâu chia hết cho mỗi người ăn hả rồi xong hết rồi ừ con Long rồi đó còn gì đó thì bưng vô để mọi người chia nhau ăn đi hả bưng vô trong hết đi ha để chia nhau ăn đi hả đi hả ok ok rồi giờ đi đâu hả ok hả? Không phải có đẳng không? Có. Có thì bưng về nói luôn á, thằng gửi chung luôn á. Đây nào, lại bên xuống nè. Để xe đẩy hả? Nè, bưng xuống chút. Nó mãi chưa, thằng Lâm ơi. Cách hết rồi thôi chừng gớm nè cái này của bạn gửi quay qua nói với bạn tiếng cái này của bạn ông gửi á bạn á của bạn Lâm á gặp kỳ nữa kìa này là của bạn Lâm gửi nè đi đâu vậy chị dân xin số gì lộn với chị hả khoan hả để cái này vô ủa trên vậy kìa mới lại kêu kìa mới lại cửa kêu không đây ừ ok đi chơi đi nói đi bạn gửi này gửi lời cảm ơn bạn tiếng đi nè để Lâm nè thêm cái lì xì nữa của bạn gửi nói gì giờ thì giờ nó giờ mặt lên cho bạn thấy nha mặt cái cười hay nô mà thấy ngại quá thì ngại gì đâu này cũng đồ ăn thức uống vậy thôi biết nhưng mà cái tình nó nặng lắm á chị nó thiệt nặng lắm hả? Yeah. Giống phải là mấy đồ ăn đâu à. Em bởi vì em biết nói gì mà cũng hy vọng thì chúc sức khỏe hết nè cả nhà đi Hiếu Tùng thì chị Kim Vui Kim Hiền nữa chỉ có nhiêu đó người à. À, không ai hết á nhưng mà ai ông già lớn chứ biết sao giờ sống để bụng chết em theo thôi ok rồi ôm về được không được chứ được chứ ôm về được ha hồi nãy là Hằng chất đầy một cái xe đồ theo lẽ có một thùng nước nữa nhưng mà hồi nãy hết chỗ chất luôn xong rồi Hằng bưng ra không nổi rồi thùng nước thôi để bước khác vô Hằng đem vô ha rồi bây giờ cái này là nguyên cái này là ôm vậy đi nó gách rồi ừ ok rồi thôi đi tại vì chuyện nghe nói chỗ đó mua quần nó không cần cái tên gì á ừ vậy hả ừ ok rồi vậy đi cảm ơn anh chị nhiều nha ừ không có gì dạ. Rồi bye bye quên chìa khóa mở cổng gào nha quên chìa khóa nhà mở cổng gào giờ phải leo gào vô
mở cổng vào mới đem xe đạp vô được. Mua đồ ăn để chiều mai sáng làm hả? Mua gì vậy? Mua canh thôi hả? Mua canh thôi, mua món thôi, rồi cơm. Khỏe không? Cơm nấu chưa? Khỏe. Long Tham Noxy khỏe không? Cái gì Long Tham Noxy, mới xì hai ba bữa nay. Lên màn hình này nó Long Tham Noxy cái gì? Ủa đậu xe đạp ở đâu vậy? Xe đạp nào? Hồi nãy đi làm là đậu xe đạp ở đâu rồi? Chủ rước kìa. Đi về rồi. Ủa về rồi, xong rồi nãy giờ là đi chơi đi mua đồ ăn hả? Đi lấy thư với lại. Ừ. Coi như là đi về rồi. Đi về mấy giờ hả? 4 giờ. Mua gì vậy? Mua chè với mua gì vậy? Dạ, ăn cống chè với lon canh này thôi. Mua ly chè cho thằng đó. Trời thôi mua cho không sao biết tôi vô đây mà mua. Biết tụi nói mà. No. Tụi nói mới chạy về á. Bác mới chạy về thiệt á. Rồi canh này canh gì vậy? Hả? Canh gì vậy? Canh rau ấy thôi. Canh rau gì? Rau cải. Để ngày mai đem đi làm ăn hả? Ừ, kia. Kia hả? Không, ăn giờ chứ. Ồ, ăn giờ đi rồi ngày mai đi làm lấy về ăn. Tại đi làm đem cơm riêng mà. Bà chủ nào? Bà chủ nhà cho ăn hả? Bà chủ nhà cho ăn hả? Không thôi, bỏ cái này vô nè. Bỏ cái này nấu rồi cơm á. Nấu cơm rồi bỏ lạp xưởng, lạp xưởng vô hấp ăn cũng ok. Người đi mua hộp canh ăn. Ừ. Nha. Dạ thôi. Cũng được rồi. Ừ. Ăn vậy là cũng được rồi. Ừ. Nha. Cái này là nó là gì? Mua đó gì vậy? Không có gì hết. Cái này là gì nè? Bộ con kia bà kia với cầm quan đó. Vậy đó hả? Bà kia bà gì? Cầm quan. Bà chi hả? Còn ăn được không cái đó? Không được, dục. Dạ, mấy ngày rồi dục đi, ăn cho đó bụng chết á. Ăn đi, đồ ăn mua về ăn đi, canh gì vậy? Chứ là nấu cơm nữa. Ờ, vậy thôi nấu cơm đi. Từ nấu. Nấu bằng lò ga hả vậy? Trời không, dơ quá không? Đi làm bận đâu ai lo đâu, dơ. Bởi vậy nhưng mà ông ở nhà tôi cũng biết ông có dẹp không mà lo hay không lo. Ga, bình ga này còn xài được không? Bình ga hả? Ừ. Ga không. Không xài được.